Chào mừng quý khán giả đang đến với chương trình Chuyện Hậu Trường. Quý khán giả thân mến, trước khi chúng ta khám phá hậu trường vui nhộn ngày hôm nay thì hãy cùng Thúy Quỳnh điểm qua top 10 chương trình và bộ phim được yêu thích nhất trên toàn quốc trong tuần vừa qua theo số liệu của Kantar Media nhé. Vị trí thứ 10 bảng xếp hạng toàn quốc tuần qua là phim Cát Đỏ. Đêm chung kết xếp hạng tìm ra gương mặt quán quân của mùa 4 chương trình Người Kể Chuyện Tình đã thu hút khán giả đón xem và giành vị trí thứ 9 bảng xếp hạng tuần qua. Phim Trói Buộc Yêu Thương đứng ở vị trí thứ 8. Chương trình truyền hình Ai Là Triệu Phú góp mặt ở vị trí thứ 7. Đại nghĩa xin chào bà con cô bác, chúng ta gặp nhau trong chương trình hôm nay. Vợ tôi là số 1. Người dẫn chương trình duyên dáng, nội dung phong phú sinh động, người chơi chân chất thật thà. Tất cả đã giúp chương trình Vợ Tôi Là Số 1 phát sóng lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần, luôn nằm trong top các chương trình được đón xem và yêu thích. Tuần này, Vợ Tôi Là Số 1 góp mặt ở vị trí thứ 6. Với chủ đề lễ hội âm nhạc, giọng ca thiên phú cùng tình yêu âm nhạc của các bạn nhỏ đã giúp chương trình Hãy Nghe Tôi Hát Phiên Bản Nhí thực sự sinh động và là sân chơi bổ ích cho các em. Và ở tập phát sóng tuần vừa qua, chương trình xếp vị trí thứ 5 bảng xếp hạng toàn quốc. Vị trí thứ 4 thuộc về phim Lửa Ấm. Rồi đặt đi, đặt vô, đặt vô. Cái thôi. Tình tiết gây cấn nhưng không kém phần hài hước. Bộ đôi hảo hứng với những pha xử trí thông minh của mình đã được khán giả yêu mến và theo dõi vào 19:00 chủ nhật hàng tuần. Tuần qua, cổ tích hai chàng hảo hứng góp mặt ở vị trí thứ 3. Bán. Phim Lựa Chọn Số Phận đứng vị trí thứ 2 bảng xếp hạng tuần qua. Là bộ phim được đầu tư chỉnh chu với hy vọng mang đến màu sắc mới lạ hơn cho khán giả yêu thích phim Việt dở dàng trên truyền hình Vĩnh Long. Phim Vua Bánh Mì đã chứng minh sức hút của mình bằng vị trí quán quân tất cả các bảng xếp hạng khu vực và toàn quốc trong tuần vừa qua. Càng về sau, nội dung phim càng gây cấn. Hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ phim Vua Bánh Mì vào 20:00 từ thứ 2 đến thứ 7 quý vị nhé. Chú cho con vô trọng đi chú, bởi vì chỉ có như vậy thì con mới tìm được mẹ của con thôi. Quý khán giả ơi, vậy là chúng ta đã biết được 10 cái tên chương trình được quý khán giả đón xem nhiều nhất trong tuần vừa qua rồi. Còn ngay bây giờ, không để quý khán giả đợi lâu hơn nữa, hãy cùng Thúy Quỳnh khám phá hậu trường ngày hôm nay thôi. Quỳnh mến chào quý khán giả. Hiện tại thì Quỳnh đang có mặt tại hậu trường của chương trình Truy Tìm Cao Thủ. Và Truy Tìm Cao Thủ năm 2020 mùa thứ 2 đã quay trở lại cho rất nhiều thẻ quyền năng mới, hứa hẹn sẽ hấp dẫn quý khán giả lắm đây. Và không biết là các người chơi của chúng ta sẽ có cảm xúc như thế nào khi đến với chương trình. Bây giờ thì hãy cùng Quỳnh gặp gỡ họ nha. Dạ em chào các anh chị ạ. Lần đầu tiên được gặp các anh chị thì cảm thấy nhóm của mình rất là sôi động. Và bây giờ thì mình có thể giới thiệu một chút xíu về mình cho quý khán giả được biết được không ạ? Xin chào Thúy Quỳnh và xin chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện Hồi Trường của đài truyền hình Vĩnh Long. Mình là Lê Minh Ngọc. Mình là Nguyễn Đạt. Mình là Tăng Phúc. Mình là Dương Yến Nhi. Mình là MC của chương trình. Em đi em trước nè. Mời Thúy Quỳnh. Ngày hôm nay khi mà mình đến tham gia chương trình Truy Tìm Cao Thủ thì mình có cảm giác như thế nào? Trước tiên thì em có thể mời người phụ nữ duy nhất của nhóm. Đầu tiên tới đây là em hơi hồi hộp. Tại vì em nghe nói là chương trình này chơi về kiến thức và tư duy á, thì nhiều lúc mà những cái lúc mà trả lời những cái câu hỏi tư duy em hay bị rối lắm. Em hay bị căng thẳng lắm, rồi sau đó em sẽ suy nghĩ ra tùm lum đáp án, nên là em hơi hồi hộp khi tới chương trình. Nhưng mà mình có sự chuẩn bị như thế nào không chị? Dạ, sự chuẩn bị của em là không chuẩn bị gì hết. Không chuẩn bị gì hết. Tại vì chuẩn bị một lát sẽ lệch cái hướng chuẩn bị của em, nên em quyết định là không chuẩn bị gì. Xin chào tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Thì Ngọc cũng tham gia cũng khá nhiều những cái chương trình game show hiện nay của đài truyền hình Vĩnh Long. Và Ngọc cũng có một cái tinh thần rất là thoải mái khi đến với những cái game show mà mang tính chất là học hỏi về kiến thức như thế này. Thật ra là ngày hôm nay cũng hơi kém may mắn chút xíu cho cái cho cái sự đầu tư hơi bị sai lệch của mình, nhưng mà không sao, mình cũng thấy rõ được những cái sự thật hiển nhiên bây giờ.
lực. Nhưng mà nói chung là các bạn ở đây đều là những người rất là thân quen, cho nên là khi mà mình tham gia những game show như thế này thì mình vừa có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và quan trọng hơn là học hỏi lẫn nhau khá nhiều, đặc biệt là với cái sự ẩn mình của Thanh Phúc. Thật ra thì như Phúc đã nói với mọi người đó là Phúc đã rất là học hỏi được rất là nhiều khi mà đi chơi game show với các bạn, đặc biệt là các bạn diễn viên, thì các bạn rất là duyên dáng trên sân khấu thì mình cũng rất là vui, và mình học được một số kiến thức rất là hữu ích. Mình áp dụng trong cái câu hỏi của chương trình và nó sai hoàn toàn mọi người ạ. Dạ, tại vì thật ra là nói như vậy không phải là các mình không có kiến thức, nhưng là khi mà khi chơi trò chơi này thì Phúc nghĩ là quan trọng nhất là vẫn là cái tính giải trí của chương trình. Mọi người vẫn muốn xem một chương trình nó vui vẻ, và nhiều khi trên sân khấu mọi người thấy mọi người cãi lộn nhau y xèo gì đó, nhưng mà xuống sân khấu là mọi người là rất là bình thường vui vẻ với nhau, giống như Nhi và Ngọc là trên sân khấu là hồi nãy muốn đánh lộn luôn mọi người. Thật ra là xuống sân khấu thì có đánh thiệt, mà đánh xong rồi sau đó làm hòa với nhau cũng không có gì đâu, cái thì cũng băng bó chút xíu à, cũng không bị gì hả. Thì nói chung là rất là vui, hy vọng là mọi người hãy đón xem cái tập đó, là xem tụi mình đã đánh lộn với nhau như thế nào và có những cái kiến thức nào mới ở trong chương trình mình có thể học được từ thầy Ngọc, thầy Đạt, cô Nhi, cũng như là từ Phúc nữa. Dạ. Dạ, ở nhóm của mình thì có ai đã từng tham gia truy tìm cao thủ lần nào chưa ạ? Em thì chưa. Hay gì bữa nay thì cũng chơi hai ba lần là năm. Nói chung là Phúc đã từng chơi cái trò này rồi, mà lần nào chơi mình cũng bị loại đầu tiên hết. Rất là xui, giống như là kiểu như hồi đầu lúc mới chơi, giống như Nhi với Đạt, là lúc nào mình có kiến thức gì mình biết là mình cứ đem ra mình trả lời hết. Đâm ra là nhiều khi mình trả lời đúng nhiều quá thì lại bị nghi ngờ là cao thủ và mình bị loại đầu tiên rất là nhiều. Mà nói về kinh nghiệm thì chắc là Phúc không có truyền đạt kinh nghiệm gì được cho mọi người đâu. Mọi người im quá cũng bị loại, mọi người trả lời đúng nhiều quá cũng bị loại, mọi người nói nhiều quá cũng bị loại, mọi người kiểu như lập luận tùm lum tà la cũng bị loại, lập luận đúng cũng bị loại, kiểu nào cũng bị loại thôi mọi người. Cái đó là hên xui thôi, cho nên là vô chương trình thì mình cứ thể hiện hết cái khả năng của mình, đặc biệt là mình làm sao để cho chương trình mình nó vui vẻ nhất có thể và làm cho các bạn có thể tương tác với nhau là được. Chứ còn nói kinh nghiệm thì Phúc nghĩ là chắc không có cái nào đâu, hên xui lắm. Chơi trò này hên xui lắm. Dạ, không sao, anh Phúc chơi tới 2-3 lần. Thì anh hy vọng là chương trình sẽ mời thêm 2-3 lần nữa để chơi để lấy được cái giải cuối cùng. Yeah. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều về cuộc trò chuyện rất là thú vị ngày hôm nay. Và em chúc mọi người luôn thật nhiều sức khỏe nè, và lúc nào cũng tươi xinh như thế này, và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Cảm ơn. Với mong muốn mang lại chương trình giải trí vui nhộn, đồng thời cung cấp kiến thức cho cả người chơi và khán giả xem đài, chương trình Truy tìm cao thủ đã cố gắng đổi mới về cả nội dung và hình thức ở mùa 2 năm 2020. Đây là hình ảnh ekip Truy tìm cao thủ đang tập trung ghi hình và một số công tác khác để có được thành phẩm chỉnh chu lên sóng. Bây giờ mời các bạn hãy giới thiệu về mình được không ạ? Xin chào các bạn, xin chào quý vị khán giả, xin chào chị MC, em tên là Phạm Đình Thái Ngân ạ. Và hiện em đang là ca nhạc sĩ, diễn viên và thỉnh thoảng đi lồng tiếng ạ. Rất là đa tài. Xin chào quý khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Xin chào tất cả các bạn chơi, chào chị MC. Em là Gia Linh, hiện tại em là diễn viên ạ. Xin chào tất cả khán giả của chuyện hậu trường của đài truyền hình Vĩnh Long. Mình là Quỳnh Lương, hiện tại mình đang hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và diễn viên. Xin chào quý khán giả, mình tên là Mỹ Khôi, là Miss Áo Dài năm 2014 và hiện tại đang là MC. Mình cũng hoạt động bên lĩnh vực người mẫu nữa. Và ngày hôm nay không biết là Quỳnh có một câu hỏi chung cho tất cả các bạn là tâm trạng mà mình đến với Truy tìm cao thủ là như thế nào, có hồi hộp lắm không? Trước tiên Thái Ngân hãy trả lời đi nè. Dạ thì tâm trạng của Ngân là hồi hộp, là không phải vì game nhưng mà được đứng cạnh ba người đẹp rất là... Thì hy vọng là, nhưng mà game thì cũng không biết như thế nào, nhưng mà cứ cố gắng hết sức rồi. Có nghĩa là mình sẽ chấp nhận thua đúng không anh, tại ở đây giới đẹp không à? Thôi thì
không rồi. Không á, sao bỗng chưa? Kiểu này là mặc dù đứng gái đẹp nhưng mà không có bị lu mờ lý trí đúng không? Còn Gia Linh thì sao, đến với cuộc thi, đến với truy tìm cao thủ ngày hôm nay thì có hồi hộp lắm không? Thật ra thì em với cái tâm thế đi chơi là em đã rất thoải mái rồi. Tại vì mùa trước em cũng đã được tham gia nhưng mà em thua. Cho nên là em tối qua em ngủ không được luôn, mà tóc em nó rụng luôn á. Trời, em tức á. Em nghĩ là tại sao cuộc đời em đi chơi game không bao giờ thắng. Em chỉ hy vọng là đợt này em thắng thôi, mà đừng có cho em làm cao thủ. Tại vì cho em làm cao thủ là em sẽ thua. Còn Quỳnh thì thật ra là Quỳnh không hề hồi hộp tí nào. Quỳnh kiểu đúng kiểu hào hứng ấy, bởi vì là Quỳnh rất thích chơi game, mà mấy cái game mà về kiến thức hay kiểu phải hài hài một tí mình rất thích tham gia. Bởi vì bình thường mình nhạt rồi nên lên game mình sẽ cố thể hiện mình vui vẻ hơn một tí. Ngoài ra thì cũng thấy hơi kiểu nghi ngờ những con người xung quanh, bởi vì thay vì mình chỉ trả lời câu hỏi thôi, tham gia các thử thách thôi, mà mình còn phải tìm xem những con người này là ai nữa, thì là cũng rất là đề phòng đấy nha. Còn như Khôi? Dạ, còn với Khôi thì đến với cái cuộc thi ngày hôm nay thì Khôi cảm thấy là khá là thú vị. Bởi vì là trong 4 người ở đây thì không biết được ai sẽ là cao thủ và mình sẽ chơi như thế nào để tìm ra được người cao thủ đó. Thì kiểu như vô tình lỡ mà mình bị nhầm là cao thủ thì chắc là oan ức lắm. Dạ, đây mới là lần đầu tiên em chơi thôi nên là em cũng có một chút hơi run, hơi sợ là mọi người sẽ đẩy ra đầu tiên. Ý em muốn nói là em một chút em chơi rồi nhưng mà anh chị cũng để em chơi tới vòng cuối cùng nha anh chị nha. Không, tại vì á, khi mà chơi chương trình này mình không có biết trước mình là cao thủ. Đến khi mà mình phát cái tờ đó đó thì mình mới biết mình là cao thủ. Cho nên bây giờ em nói nhiều là để em phòng hồi trước lỡ em là cao thủ, em vô nói nhiều mọi người đừng nghi em nha. Nói gì là ghi nhiều hơn rồi đó Linh. Nhắn gửi cuối cùng thì trong 4 người thì chỉ có một mình Ngân là nam thôi. Cho nên là hy vọng là... Khán giả ơi, hãy cùng theo dõi chương trình Truy tìm cao thủ. Quý vị thân mến, mình sẽ đã quay trở lại với tất cả mọi người trong chương trình Truy tìm cao thủ. Góp phần không nhỏ cho thành công của chương trình Truy tìm cao thủ không thể không nhắc đến MC duyên dáng, hài hước, thông minh Minh Sù. Ra tùy chung chứ ba lên. Trời ơi, chung bộ sưu tập hay gì. Hey. Trời ơi. Về bển đi em. Xin được giới thiệu người bạn thân của đại nhân Minh Sù. Hey. Về đây rồi. Để nói về nhóm nhạc, tôi qua bên này. Đó, Quỳnh Anh, vô em. Dạ. Đi ra. Đó. Cái màu gì đó mà nó theo. Đây là một nhóm nhạc nè. Dạ. Nó nền nã gì đâu, em thấy không? Nè, anh nói chị nghe, đi hát á, thuê vũ công phải thuê 4 người. Mà phải lấp lánh cái gì mà tự nhiên thuê có 2 người. Cái gì? Cùng trò chuyện một chút với chàng MC này và chuyện hậu trường cũng đã có một thử thách nho nhỏ thú vị dành cho Minh Sù. Quý vị cùng theo dõi nhé. Thưa Quỳnh mến chào quý khán giả ơi, nãy giờ chờ đợi thì Quỳnh cũng đã gặp được MC rất là dễ thương của chương trình Truy tìm cao thủ, đó chính là anh Minh Sù. Chào anh. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chuyện hậu trường. Thì một lần nữa Minh Sù lại được bắt cóc lên chuyện hậu trường, và hiện nay thì trong hậu trường thì có mình em thôi. Tại vì mọi người đã ra ngoài sân khấu để học luật chơi, tìm hiểu cách chơi và đặc biệt là làm quen với những cái thiết bị máy móc của chương trình. Và đây là một cái game show Truy tìm cao thủ được 2 mùa rồi, được yêu mến rất là nhiều. Đây là một cái niềm vui, niềm hạnh phúc rất là lớn của người làm MC nha. Và cái điều thứ hai Minh Sù thấy đó, Minh Sù không phải làm MC không đâu, Minh Sù còn chơi chung với mọi người nữa. Nhưng em ở nhà có coi không? Dạ em có, lúc nãy thì mọi người còn nói là anh Minh Sù đi đường hơi ngoằn ngoèo. Mọi người chắc là năm nay cái khi mà quay trở lại mùa 2 thì cái kinh nghiệm dẫn dắt của mình nó còn khủng khiếp hơn nữa đúng không anh? Thật sự là như này, anh may mắn á, là anh được cái là anh hay để ý lắm. Thứ nhất anh hay để ý, thứ hai là anh quan sát, thứ ba là vì cái sự tò mò của mình khá là nhiều nữa, cho nên là anh hay theo dõi thử coi cái cách biểu đạt của mọi người như thế nào nè ha, rồi cái cách mọi người chơi mình có nói hớ gì hay không ha. Tại vì á, ví dụ như em đứng 4 người ngang nhau như vậy thì em rất là khó để ý, còn anh là đứng đối diện với mọi người nha. Xong rồi cái anh thấy mọi người ai mà ngọn ngoại một cái thôi, hoặc là gương mặt hơi tái là nhẹ thôi là anh phát hiện được liền. Nhưng đôi khi anh còn đoán sai, vậy có nghĩa là những người chơi quá giỏi nhá. Dạ. Diễn rất giỏi. Dạ. Em ở nhà đoán có đúng không? Dạ không. Ok. Em chơi chắc em lại bị lại đầu. Không biết là mọi người cảm thấy như thế nào, nhưng mà Minh Sù thì rất là muốn là sẽ có nhiều mùa.
cứ nhiều mùa vậy thì mình sẽ có nhiều sự thay đổi và có nhiều cái sự cập nhật, cái mới hơn để cho chúng ta cùng chơi với mọi người luôn. Nhưng mà có cái chuyện này nè, là không biết là sau hai mùa thì sau khi mà chỉ hỏi người ta thôi thì không biết là bây giờ thì nếu mà anh Minh Xù trả lời thì anh Minh Xù sẽ tự tin không? Nếu mà nói về không tự tin thì cũng không đúng. Tại vì anh cũng có rất là nhiều những cái kỹ năng của mình rồi, cũng tham gia nhiều game show, cũng có biết nhiều cái câu hỏi như vậy, tương tự như vậy, thì cái sự tư duy lập luận của mình cũng có. Và anh cũng khá là tự tin nếu như mình là người chơi. Nhưng nếu như bị áp đảo bởi những cái người chơi mà còn hoạt ngôn hơn, lanh miệng hơn, đôi khi mình cũng yếu, cũng dí chứ bộ. Và mình cũng sợ. Vậy thôi, bây giờ là nãy giờ với cái sự tự tin của anh thì làm cho người hỏi như em là hơi bị quéo. Quéo, đúng rồi, quéo. Nhưng mà em có mấy câu hỏi thì anh Minh Sùng okay. Có thể tự tin trả lời không? Dạ, bây giờ mình trả lời nhanh nha. Rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Nấm gì béo nhất? Nấm gì béo nhất? Nấm mỡ. Yeah. Quả gì to tiếng nhất? Quả pháo. Lịch gì dài nhất? Lịch sử. Ăn gì đau nhất? Ăn gì hả? Ăn gì đau nhất? Ăn gì đau nhất? Ăn ăn thua không phải hả? Ăn gì đau nhất? Ăn gì? Ăn đấm. Yeah. Ừ, ăn quýnh á. Con đường gì dài nhất? Con đường gì dài nhất? Đường đợi. Cỏ nào giỏi nữ công gia chánh? Cỏ nào giỏi nữ công? Nữ công gia chánh là vào bếp. Vào bếp, cỏ bếp không được. Ngoài bếp ra thì còn đũa. Cỏ mây. Cỏ mây. Rong gì di chuyển khắp nơi? Rong gì di chuyển khắp nơi? Rong nhảy à không? Rong chơi. Yeah. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện Hậu Trường cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả luôn quan tâm theo dõi chương trình. Và đừng quên khung giờ phát sóng tuần sau nha. Thế Quỳnh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chị Phương Thanh thì Trinh rất là thích